Vừa mới nhạc nhẹ nhẹ, vừa nói chuyện nghe nghe không? Chào tất cả mọi người nha. Hôm qua mình ăn rồi nha. Mình cầm mộng cô Nga My. Anh em chia sẻ bài giúp em với anh em. Hơi lớn hả? Để mình chỉnh nhạc nhỏ lại. Đang săn boss nha anh em. Này là đang boss đại, boss ngũ tuyệt của Gia Lâm của mình chiến nè, LV cung luôn. Này ạ, nha, mộng cô Nga My nha, mình mới mượn của anh mộng cô Nga My. Từ từ anh em mình đang săn bóp giùm chủ hoạch đó nha. Này là công hình chiến 19 cổ mộ đài nha anh em. Từ từ anh em đợi mình chút nha, mình ăn bót cái đã. Bên Thiên Đế Cửu Long mình không biết ai like nữa nha anh em, nhưng mà lát nữa sẽ có người like cho anh em. Like bên Thiên Đế Cửu Long hoài chán lắm, hôm nay bên đây đông nè, bên đây 4 bàn đánh lận.
Tại vì hôm nay mình like cho nhiều anh em bên công hành chiến yêu cầu like bên đây mọi người ơi. Bên Hương Lan lấy có người khác like. Bên Hương Lan like hoài chán đó, không có gì để coi, mới mẻ để coi á. Ơi ơi chết, trời ơi boss đánh chết như rạ vậy. Mình like của Võ Lâm Công Hành Chiến nha anh em ơi. Cái này là Võ Lâm Công Hành Chiến. Lát nữa mình không có like bên Cửu Long Thiên Đế nha. Mình like bên đây. Bên đây cũng siêu kinh điển luôn. Bên đây hiện đại là đường môn bom mạnh nhất. 7 đường môn là mạnh nhất nha. Ôi, boss chết rồi. Ở đây giờ còn chơi máu 60 bình vậy nha anh em, không có combo máu gì đó. Bây giờ đang săn boss nha anh em. Một tám ba hai lẻ một. Lại bên đó bên Hương Lan lại chán á anh em ơi, có hai nó đánh qua đánh lại hoài buồn ngủ quá. Mình lại đổi đổi không khí, mình lại bên đây. Lát nữa vẫn sẽ có người like bên Cửu Long với Thiên Đế nha anh em. Mình không biết ai nữa nhưng mà sẽ có người khác like. Ê ê ê boss lắm. Năm độc cũng mạnh lắm nha anh em. Đó, boss, boss này là boss vô tình nha. Boss ngủ tuyệt, một trong ngủ tuyệt. Núp núp. Ơi, ai bung BK rồi? Đây đồ mộng cô Nga My. Nón hoàng kim Nga My nha anh em. Áo hoàng kim định quốc cấp 4. Đai hoàng kim định quốc cấp 4. Dây chuyền hoàng kim Nga My. Đây là đồ long đao cấp 5 nha, min up. Anh này ép cái đao này chưa rửa tay nè, min up. Đây là giày hoàng kim Nga My. Ngọc bội hoàng kim Nga My. 4033 đây cập nhật vô danh ngựa phiên vũ. Bên đây đánh đông hơn bên Hương Lan nhiều nha mọi người. Bên Hương Lan có hai bang đánh, bên đây là bốn bang, bang nào cũng 250 ạ. Đây là đồ long đao cấp 5. Ừ.
Mình đâu có ạc nam lông đâu anh em, mình mượn được ạc bên đây à, không có mượn ạc được nam lông. Đây là Võ Lâm Công Thành Chiến Tình Trong Thiên Hạ. Game này không phải game lậu nha mọi người. Game này là của Vina Game luôn, không phải game lậu nha. Mở bản đồ cho anh em coi nè. Hậu Thiên Bang, Giang Sơn, Hồng Hoa, Sinh Tử, bốn đại bang. Hạt này á, này của mình, mà của mình mượn. Bây giờ cái game Võ Lâm này là đông người chơi nhất luôn nha, trong các phiên bản Võ Lâm nha, đông người chơi nhất. Này là đang săn boss nha anh em. Đó, đang đánh con boss đó, boss nó mạnh lắm, mình núp thôi. Anh em Hầu Qua giờ còn khoảng 20-30 người chơi rồi nha mọi người. Hầu Qua giờ nghỉ gần hết rồi. Mình là Ngami Búp, lực tay mình có 7.000 à. Hạt này hả? Hạt này hình như nghe nói nạp cũng nhiều rồi đó. Hạn chính thiệt vơ cũng nạp, nghe nói nạp cũng nhiều quá. Ngay đâu nạp cũng mấy tỷ rồi đó. Không, mình là Hoàng 4T nha, không phải 5T. 5T chưa đẻ. Mốt lấy vợ mình đẻ mình đặt nó tên 5T. Game này không có thu phí nha. Game này chơi không có thu phí gì đó. Anh em đợi tí đi săn boss xong rồi mình sẽ đi coi tin tức của một số người đồ đạc của bên đây cho anh em coi. Để đang săn boss giùm chủ hoạt đấy nè. ctc.zin.vn là web của game này nha anh em. ctc.zin.vn. Anh em cộng 1 vẫn đang chơi chung với mình mà. Để xíu mình ăn bó rồi xong mình đi kiếm tin tức của mọi người cho mình coi. Ban Hậu Thiên này là của ngày xưa, là của bên Võ Lâm thu phí chuyển về đây chơi nè anh em. Ban Nam Long cũ á, anh em biết Ban Nam Long không? Nam Long là bây giờ là Hậu Thiên của bên Công Bình Chiến nè. Ban chủ là anh Khang, đại ca lãnh đạo á. Không ai săn boss nữa hay sao vậy ta? Thấy Ban Giang Sơn không à? Dying of overwhelming infection shortly after childbirth. He's appalled at the high temperatures, which peak at
225221. He investigates the problem, comes up with a simple solution, implements it on Hương Lan mình không biết nha, hôm nay mình không có like Hương Lan nha anh em, like Hương Lan chán quá không có like nữa. He tries to spread his simple solution elsewhere. But for the most part, he's ignored. Từ từ anh em đợi mình chút đi, mình sẽ đi đi kiếm Hậu Thiên à. Bây giờ mình đi kiếm cái anh đó. Đây Hậu Thiên. À anh này là chiến lợi công tử nè, anh này là nổi tiếng lắm luôn á. Anh này là ngày xưa là chỉ huy của ban sinh tử nha anh em. Bây giờ là anh về đầu quân cho anh Hậu Thiên rồi. Nghe tên của ảnh thôi là anh em khiếp sợ rồi. Chiến lợi công tử. Không biết Hậu Thiên đang tập trung ở đâu nữa để mình đi kiếm thôi. Hôm nay là Hậu Thiên liên minh với Hồng Hoa, quýnh với sinh tử, liên minh với Giang Sơn nha anh em. Giờ chưa tính mấy ban lẻ khác nữa. Giang Sơn đang về Tương Dương trung tâm tập trung nha. Để đi kiếm Hậu Thiên rồi, Hậu Thiên ở đâu không biết nữa. Ủa mấy anh Hậu Thiên tập trung ở đâu không thấy luôn ta. Đi dạng sư thông thôi. Tôi không có tiền phải. Kinh 202191. Em tắt thì mình bình luận cho anh em nghe. Ban Hậu Thiên là ban chủ là anh hiện tại là Thái Phong nha anh em. Ai mà chơi có dâm công hình chiến thì biết ảnh rồi, anh Phạm Anh Tú. Ban chủ Thái Phong. Nhưng mà ngày xưa ban chủ là anh Monami nè, là đại ca lãnh đạo á, là anh Khang. Người đưa ban Nam Long của Thu Phí lên thời kỳ vàng son á. Đây anh Tha nè, 888. Một cao thủ ngày xưa của Thu Phí nè. Trưởng lão của Hậu Thiên, Cung Lôn, vô danh, bao tay xương tinh.
Hạt này là cung lôn level cao nhất Võ Lâm nha anh em. Đồ mát up, đau mát up, đau điện đánh bang luôn nha. Áo 50-33, nón mát up luôn. Rồi anh này chơi đồ mát up không, giày 60 luôn, cặp nhẫn vô danh, bao tay xương tinh. Hạt này ngang ngửa tiểu tàu thần nha. Rồi còn đây là cái bang Thiên Tôn, ngày xưa là Thiên Tôn phải không? Đúng rồi. À cái bang này là cái hạt này là VIP nhất Võ Lâm công hình chiến rồi nha anh em. Ngọc bội ngày xưa Thiên Tôn đấu giá 700 triệu, ngày xưa đấu giá 700 triệu nè. Ngọc bội chứng bang chỉ bảo duy nhất của Võ Lâm luôn. Cái ngọc bội này là chỉ là duy nhất luôn nha anh em, không có cái thứ hai luôn. Ngọc bội hoàng kim cái bang. Đây anh Tha nè, bộ đồng cù, những bộ hoàng kim luôn, nguyên bộ full bộ cái băng rồng nha, đồng cù. Đó, bao tay 40-33, sinh lực 200, nội lực 400. Nón đồng cù luôn, 3 kiêu phi long đại thiên. Đó, ạc Tha này hiện tại là ạc VIP nhất của Võ Lâm truyền kỳ của mình chiến luôn nha anh em. Đao hoàng kim đồ cũng đao gấp 5. Ạc này ngày xưa 1 tỷ mấy á, bây giờ như tầm 300 triệu à. Võ Lâm công hành chiến nha anh em, Võ Lâm công hành chiến từng trong thiên hạ. Đó hai ạc của ảnh, có thể là ạc cung lôn và cái bang VIP nhất Võ Lâm. Đứng đầu bang Hậu Thiên là anh Khang đại ca lãnh đạo với anh Phạm Anh Tú Thái Phong nha anh em. Với lại thêm một vài ban tổ chức khác, rồi như nghe nói là như là anh Đông Nguyễn, Đông Tà với anh Kinh Kha. Vậy còn ai nữa không thì mình không biết, mình chỉ biết có vài người thôi à. Hiện tại là ban Hậu Thiên là hôm nay là có sự hỗ trợ hết mình của ban No Name nha anh em. Anh em là có chơi công hành chiến thì biết ban No Name rồi. Vàng cầm tay với gọi của No Name và Hậu Thiên có thể gọi là mạnh nhất Võ Lâm hiện tại luôn. Đội đồ sát mạnh nhất Võ Lâm công hành chiến, đi đến đâu là mang khiếp sợ của những anh em luyện level luôn á. Hiện tại là giờ vàng cầm mặt của Hậu Thiên hôm nay là mạnh nhất rồi á, đầy đủ cao thủ luôn. Bên này nó không cho ký tham cột lờ á không có chứ gì. Đây là mộng côn đường môn nha, đường môn VIP nhất hiện tại Võ Lâm luôn, của anh chủ hoạt của mình mượn nè. Anh này là đường môn, mình là Nga Mi, full set đường môn vô danh, bao tay hoàng kim đường môn nè, 200 mát up nha, nón hoàng kim đường môn mát up, áo hoàng kim đường môn cũng mát up luôn, dây chuyền hoàng kim đường môn luôn, đây nổ hoàng kim mát up nha, đồ vĩnh viễn nha. Anh Tha còn một ạ, đây giày hoàng kim đường môn mát up luôn, 60-33. Tha còn một ạc Nga Mi nữa, ạc Nga Mi VIP nhất Võ Lâm nữa. Hiện tại anh Tha là ba gọi là ba phái VIP nhất Võ Lâm á. Đây là như là Thái Phong ban chủ của Hậu Thiên nha anh em, phải không biết phải ạc này không? Hình như không, đúng rồi, chính ảnh ban chủ ban Hậu Thiên hiện tại là anh Phạm Anh Tú Thái Phong. Mặc bộ hoàng kim Định Quốc cấp 4, dây chuyền cặp phong, kiếm nhà ngọc bội lăng nhẹ, kiếm lăng nhẹ mắt ấp, ngọc bội lăng nhẹ mắt ấp. Có thể nói là hôm nay là gọi là tinh túy nhất của ban Hậu Thiên hiện tại luôn rồi đó mọi người, với gọi là hôm nay có thể là một tầm 100 mặt cầm tay và 250 quạt xe. Hôm nay là quyết sống máy luôn á. Đó mình nói sơ về đội hình Hậu Thiên, ra sân Hậu Thiên nha. Về về ngặt level của Hậu Thiên có thể gọi là level cao nhất của Võ Lâm của mình chiến hiện tại rồi. Chỉ huy của Hậu Thiên hôm nay có mình dự đoán có thể là một là Tôn Sách, hai là anh Khang, ba là anh Hoàng Hoàng CD, bốn là anh Toàn Barocco, trong bốn anh này thôi. Theo mình nghĩ là trong nay bốn anh này sẽ chỉ huy Hậu Thiên, có thể là một người chỉ huy và ba người cố vấn. À quên, còn anh chỉ huy
Số 1 Võ Lâm nữa, anh Kiên Chiến Lệ Công Tử nữa. Năm anh. Mà anh đó chắc cố vấn thôi chứ anh không được chỉ huy đâu. Chỉ huy có thể là anh Khang hay Tôn Sách hay anh Hoàng hay anh Toàn hay trong bốn anh đó thôi. Rồi mình đi kiếm người khác thôi. Mấy ông này núp ở đâu tôi cũng không biết nữa. Hôm nay là ăn thua thành bại tại Thành Đô nha anh em. Bên đây là Thành Đô và Đại Lý là hai thành gọi là lớn nhất. Ai ăn Thành Đô Đại Lý là người đó chiến thắng. Chứ không phải như Thu Phí là thành Biện Kinh nha. Đây là ban sinh tử. Ban sinh tử mới có sự trở lại của Lữ Dương nha. Anh em nếu mà anh em biết Lữ Dương của bên Võ Lâm miễn phí á. Anh đó là từ Võ Lâm miễn phí. Anh chuyển qua đây. Hồi xưa anh cũng có chơi bên đây rồi mà anh nghỉ. Anh về Võ Lâm miễn phí rồi giờ anh quay qua lại. Anh Lữ Dương. Còn cái chủ vàng nhạc Mộng Cô này á là cũng từ bên Võ Lâm miễn phí qua luôn nha. Ai mà chơi Võ Lâm miễn phí hồi xưa biết Henneken á với vàng UF rồi á là của anh ấy. Bây giờ mình không biết mấy ổng ở đâu luôn, để mình đi bói tiếp thôi. Để mình coi top 10 thôi. Top 10 à, đường môn nha. Bây giờ hiện tại bên server này thì là Mộng Cô đường môn đang lên level cao nhất. Đó, đường môn là level cao nhất, hình như chắc ảnh là level cao nhất Võ Lâm rồi hay sao á. Không biết Ken Tiên Sinh giờ level bao nhiêu nữa. Đây Bá Dương là Lữ Dương nè anh em. Bá Dương này là Lữ Dương nè. Đó anh em thấy giờ cạnh tranh khốc liệt luôn. Mộng Cô 2 ạ. Tha mấy 3 ạ. Với anh ăn mày quý tộc này hồi xưa là bên Ma Giáo cụm 16. Bây giờ về đây luôn rồi. Để mình đi bói tiếp với Monami coi. Đây là ạc của anh Khang này, cảnh đạo nè. Phượng Tường. Đây. Monami. Ạc này của anh Khang này cái ảnh đạo nè. Hồi xưa tên là cái ảnh đạo, bây giờ đổi thành Monami. Thiếu Lâm vô danh. Full set đồ hình kim Thiếu Lâm luôn nha anh em. Ê bao tay này bao tay ép rồi, không phải bao tay mắt ép. Bao tay này bao tay ép bình thường. 3 cấp 9 x. Áo bình thường. Nón cũng bình thường luôn. Đầu có đầu, đầu tiễn bang nè, đầu mắt ớp nè. Xếp vô danh. Giày giày phục ma. Rồi bây giờ nè, chắc mấy anh này vô hết Thành Đô rồi. Từ từ để mình đi mua máu rồi mình vô. Để mình vào chiến trường Thành Đô nha anh em. Mấy anh này sẽ tổng lực Thành Đô rồi. Đây Hậu Thiên. Tổng lực Thành Đô nha. Đây là bộ bạc có thể đứng đầu của nhóm nô nem nè. Anh em ạc ước lâu rồi. Đại ca bi. Đường môn đại ca bi. Nỏ khổng cước linh cấp 3. Đó. Đây là ban Hậu Thiên. Đây là ban chủ ban Giang Sơn nha, đi phiên vũ luôn. Anh này không có đồ hoàng kim giới đen rồi, có đeo cặp phong không à. Rồi đeo cặp những kim quang luôn, nhường môn chắc cứa anh chết quá. Đây ăn mày quý tộc. Một Thiếu Lâm VIP, VIP nhất Võ Lâm hiện tại nè. Ăn mày quý tộc. Cặp những vô danh. Ngọc bội hoàng kim Thiếu Lâm nè, một kêu nha anh em. Ngọc bội duy nhất. Đó bao tay mắt ốp nè, đây là hàng hiệu nè. Anh này chém chắc là rách cơ háng luôn á. Đường môn gặp anh này là nó bỏ chạy luôn á. Nỗi khiếp sợ của cái hệ mộc nè.
Ồ, mấy anh này rất quen biết nhau, đang nói chuyện nhau, bàn bạc nhau kìa. Đây là đường môn của anh ăn mày quý tộc, ăn mày của phải không? Thiên nhẫn của ăn mày quý tộc cũng vô danh luôn. Nón hoàng kim thiên nhẫn thiên hạ đệ nhất bang nè. Nón đẹp quá trời. Nón này như hồi xưa của anh Louis Vuitton thì phải. Ủa, phải không ta? Hình như nón của anh Louis bán. Hồi xưa còn một vài ngặt Louis Vuitton nữa mà giờ anh nghỉ chơi rồi nha mọi người. Ặc này ặc địa long hả? Rồi đúng rồi, ặc này LV thiên nhẫn à. LV thiên nhẫn, ngày xưa là LV nhẫn của anh Louis Vuitton là bán lại, anh nghỉ chơi bán lại. Mình đang ở trên nét Củ Long nha, nhưng mà mình like công mình chiến. Bá Dương hả? Bá Dương vậy đâu kiếm sao thấy. Bây giờ bốn bang nó đánh lần. Sinh tử qua đây luôn rồi. Đây mới thấy thằng Ami kìa. Đâu rồi để sao anh tức. Còn nó có đeo đai trứng vàng của Ami nha. Rồi tổng lực hành đô mình nhận được tin là Giang Sơn sinh tử tổng lực hành đô rồi. Đây là sinh tử, ban sinh tử. Để mình kiếm Bá Dương cho anh em coi đâu rồi. Rồi thành bại tại thành đô rồi. Đó anh em mới đánh không? Tùm lum ban luôn mà. Sinh tử, Giang Sơn, Hạo Thiên vô thành đô hết rồi. Đó, đánh như vậy mới hấp dẫn chứ coi mấy thằng Cửu Long với Thiên Đế quýnh hoài buồn ngủ luôn anh em. Này à, tha ngủ độc. Trời kiếm cấp 2 à. Thôi ạc này không có gì để xem á. Rồi bữa nay vẫn còn đang tâm sự mỏng lâu ngày chưa gặp. Hạt này mình mượn đi búp thôi không biết. Dạ yeah. Vàng ngặt đại gia mấy game còn nha mọi người. Vàng ngặt đại gia mấy game thì đang ở server khác, không ở trong server này. Vàng ngặt đại gia mấy game thì đang đi chung với bang Tứ Hải, đang ở bên 16 và bây giờ đang ở trong bang Ma Giáo á, bên cụm Ngọc Nữ Phong. Đây Giang Sơn tập trung 12 giờ, sinh tử 6 giờ, Hậu Thiên trong trụ đông rồi nha, 4-5 bang lượt anh em ở đây đông lắm. Hương Lan thì có người khác like nha, mình không có biết. Bên Hương Lan thì có người khác sẽ like, mình like bên đây à. Đây Giang Sơn đang, Giang Sơn đang giật quân ở bên đây. À, bạn Giang Sơn vô bên đây. Giang Sơn thì tập trung từ Phượng Tường đi qua Hành Đô, sinh tử thì 6 giờ thần thành phù Hành Đô đi vô quýnh kẹp thịt rồi. Đây là một thời vô tâm, giờ đang vô danh luôn, giờ đang vô danh nha. Ngọc Bội Lăng Nhạc match up đặt này cũng chung team với Mộng Cô luôn nha. Team này là team trong team Diêm Đế chung với Mộng Cô nè. Anh em thấy bên con mình chiến hay post mấy cái clip đánh Diêm Đế là team này nè, team Mộng Cô một thời vô tâm quýnh với team Hậu Thiên. Để mình đi kiếm bang nào khác thôi. Vô trụ Phượng Tường thôi. Hình như bang Hồng Hoa đang trong trụ Phượng Tường. Đứng ở đây để cứu Hậu Thiên nè. Mấy anh này trận này căng như dây đàn. Đây là bang Hồng Hoa nha. Anh em nhìn vậy chứ đông lắm, nó đang đứng cả trăm mặt đó. Đó anh em thấy không? Đang đứng cả trăm mặt trong đây, nó đứng bu bu gần nhau á. Để mình đi vô CC Talk của Giang Sơn. Mình để nghe tập trung ở đâu coi.
Di chuyển sang thành đôi nhá. Đây. Rồi tất cả áo tím lên phòng chờ động. Anh em kéo xuống phòng công thành nhanh. Áo vàng tự xuống nhá. Anh Hiển ơi, anh Hiển online không Hiển? Anh em ơi. Anh nói trong này để anh em nói liên tục trong này để anh em xuống phòng dưới giúp em nhá. Đó, anh em mới vừa nghe là giọng chỉ huy của Giang Sơn nha anh em. Anh Sơn Kê. Anh này ngoài Bắc. Ban Giang Sơn đa số là ngoài Bắc. Ban Hậu Thiên là ở trong Nam. Để mình kia set áo nè. Sắp đánh rồi, để lát nữa không có nghe được ở đâu rồi chết tôi luôn. Ơi cái gì vậy? Đông người quá lắc. Rồi mình đã được xuống rồi. Đứng đây sao bấm F2 được. Giang Sơn đang 12 giờ nha. Bây giờ mình đi theo Giang Sơn đi. Anh em share bài giùm mình với anh em ơi. Hôm nay sao buồn giờ có 200 người xem cho ta. Bên này là level cao nhất mấy trăm bảy mấy rồi, chưa có trùng sinh nha mọi người. Giang Sơn tập trung 12 giờ. Bên đây là mỗi bang tầm 100 tay á mọi người chứ không ít đâu. Đấy, với lại kéo xe nữa. À. Mình đang ở nét Cửu Long nha, nên nó hơi ồn á anh em ơi. Bang Cửu Long đang đánh ở đây. Đây là cầm tay của Giang Sơn. Bên đây là Hậu Thiên. Hậu Thiên đang trong trụ. Rất là đông luôn. Hậu Thiên đông như quân Nguyên vậy á. Nào từ nè, ở đây mò đi thuốc cái hút cái nè. Bên hiện tại Hậu Thiên toàn đau vàng không, cầm đau vàng không vậy? Rồi đãi tôi mệnh, đau vàng luôn. Ôi mấy anh này đau vàng không. Hiện tại 7 đường môn là mạnh nhất nha mọi người. 7 đường môn mà ai đạp vô cái chết liền, bơ máu có kịp đâu. Để mình mở chút mic cho anh em nghe chỉ huy nói gì. À, em bảo còn lạc nào nhắn cho em. Anh bỏ tay rồi. Nào. Bảo anh Sinh đi, tìm anh Sinh đi. Bảo anh Sinh anh cấp cho. À, đây nào. Là CC Talk của Giang Sơn. Tập trung 12 giờ. Anh em ơi, lại xe bài giùm em với anh em ơi. Trời ơi, có 11 người share bài à. Chia sẻ ra cho bạn bè vô coi với anh em. Anh em không share là em bị đuổi việc á. Mốt hết like được cho mọi người coi luôn á. Để coi các thế coi. Giang Sơn 12 giờ, Hậu Thiên trong trụ. Sinh tử 6 giờ. Sinh tử. Anh em vẫn có ông mẹ anh em. Sinh tử 6 giờ, Hậu Thiên trong trụ, Giang Sơn 12 giờ, rồi. Chỉnh gà để cho AD làm việc chút coi. Chỗ AD làm việc vô bu bu vô quậy. Chỗ này mấy chỗ vui đùa vui giỡn mà anh vô cười cười cái gì đây. Báo công an bắt mày giờ rồi, chỉnh gà. Rồi, ban Giang Sơn chuẩn bị vô 12 giờ nha, kẹp thịt Hậu Thiên rồi. Đây là đồ Nga Mi mình đang mặc nè, Nga Mi vô danh. Nhưng mà cũng đứng trên ngựa búp thôi anh em, Nga Mi trưởng mà đâu có đánh đấm gì được đâu, đứng ngựa búp thôi. Vô đây trưởng ai.
Để vô kiếm đồ một hai hạt ức rồi nữa coi cho anh em coi nè. Bên Hậu Thiên thiếu lâm nhiều quá. Cái vàng đam của Hậu Thiên đâu rồi ta? Monami đao vàng đi phiên vũ. Mấy ông mặc VIP của Hậu Thiên đi đâu rồi ta? Bên đây chỉ có mới có chiêu 9x và chiêu 12x nha anh em, không có chiêu 150 nha. Anh em ơi chia sẻ bài giùm em với anh em. Trời không ai chia sẻ gì luôn á. Chia sẻ cho mọi người coi với. Trời có 11 chia sẻ là buồn quá. Chỉ huy ở Hà Nội nha, chỉ huy Giang Sơn ở Hà Nội, chỉ huy Hậu Thiên ở trong Nam. Chuẩn bị rồi, 3 phút nữa. Ê anh Hoàng Ba Tê ơi, anh không lo công thành bên Thiên Đế, anh vô đây anh chửi AD là sao vậy anh Hoàng Ba Tê? Bậy rồi nha, anh bậy rồi đó. Đi bút máu cho anh em thôi. Anh em thấy không nè, giờ thời buổi này còn cầm bóng đèn, đao vàng, cung lôn, kiếm vàng, lum nè. Game này level cao nhất mấy 170 mấy à. Hai phút nữa bắt đầu rồi đó. Từ từ chứ. Anh Thiên Nhẫn này nãy coi rồi. Qua anh Hùng ngũ độc rồi đó. Qua anh Hùng ngũ độc. Đao Hoàng Kim ngũ độc. 2 phút nữa bắt đầu trận đấu rồi. Nó đao vàng không? Hậu Thiên đao vàng không nha. Anh em để ý lát nữa đánh đi, bên đây đánh chiến thuật khác với của bên thu phí nha. Bên đây đa số đường môn bơm không à. Lát anh em nhìn mọi người bơm à. Đây Hiển Minh đường môn mình cũng nổi tiếng nè. Nhưng mà giờ đồ không có gì đặc biệt. Cầm nỏ xanh. Cái nỏ này hồi xưa là mua ở bên chợ Kim Biên 1 tỷ mấy á. Cái nỏ này nè, hồi xưa là biết bao nhiêu tiền luôn. Khiếp thiệt. Kim Kha có nỏ không? Kim Kha đâu? Không thấy Kim Kha đâu. Chợ kìa. Đâu? Chợ chung cái đám Giang Sơn kìa. Đó kìa, đứng trước mặt mày luôn kìa. Ông bộ 2 kìa. Đây, Kim Kha đây cũng trong một trong cái người đứng đầu của Hậu Thiên nè. Nỏ 43 đường nổ, 43 quá trời luôn. Anh em đừng hỏi mình Thiên Đế Cửu Long nữa. Mấy người đó giờ mấy người tù đánh với ai thì coi mấy người đó nữa. Anh em giờ coi bên đây nè. Bên kia mấy người khủng đánh nhau hoài chán lắm. Cái bàn bổng Dương Vô Kỵ, cái bàn vô danh luôn. Bổng 40. Rồi 1 phút bắt đầu nha. Nhích vô rồi đó. Giang Sơn đã nhích vào hướng 12 giờ rồi. Giang Sơn sàn xuống 3 giờ. Chuẩn bị, sinh tử đang ở 6 giờ, Hậu Thiên đứng trụ. Đó. Đánh cái này em cỡ mà tụi Thiên Đế Cửu Long qua đây, bên đây nó bẻ cổ liền. Bên đây đông nghẹt. Bên đây người chơi đông lắm. Đó, vàng quân ra nha, Giang Sơn vàng quân. Chỉ huy Giang Sơn tên là Sơn Kê nha anh em, anh Sơn. Facebook là Sơn Kê. Chuẩn bị sắp bắt đầu rồi đó. Ta hỏi mua cái đâu chữ để vô mua ta mới biết là chơi. Từ từ anh. Ghi cái đích mua bán ra cho nó luôn. Nếu mua bán ra nó mới vô coi nó đi được. Ở bên Cửu Long bắt đầu đánh rồi, la sùm rồi. Bên này chưa bắt đầu nữa. Đây bị delay gì nè, chuẩn bị sắp rồi nè anh em, chuẩn bị thấy búp lùm lùm nó luôn nè. Giang Sơn tập trung 3 giờ. Đang chơi chiến thuật hiếp dâm Hậu Thiên nha, bắt đầu. Búp lên các bạn ơi. Đó. Anh em thấy ông bổng 9x đao cung lôn từ lưa luôn. Giang Sơn những cái nghiêng 3 giờ lắc quá các bạn ơi. Xoay lên 12 giờ nè. Xoay lên 12 giờ. Giang Sơn thêm 12 giờ, Hậu Thiên vẫn đang trong trụ. Hậu Thiên vẫn đang trong trụ. Hậu Thiên đang quýnh sinh tử 6 giờ rồi. Mình không qua được mất công nữa.
Xây rồi anh em ơi. Giang Sơn chưa nha, Giang Sơn vẫn chưa. Đang dụ Hồng Thiên ôm trụ rồi. Chuẩn bị móc lớp nè. Đang đam trước mặt rồi. Chơi. Rồi Hậu Thiên banh sát rồi nha. Hậu Thiên vẫn đang quýnh trụ Huy Kim. Giang Sơn né trụ rồi, lấy trụ làm tâm quýnh luôn rồi. Móc qua anh ơi. Móc qua nè anh ơi, móc qua trái quýnh đó anh ơi. Đúng rồi. Hậu Thiên đứng yên luôn kìa, kỳ vậy. Hậu Thiên đứng ôm trụ luôn. Banh sát Hậu Thiên rồi. Đập anh em ơi. Móc qua bên đây nè mấy cha ơi, móc qua. Không móc luôn. Rồi ủi luôn rồi. Chơi quýnh cái thế tơi giác hút cục đá luôn rồi. Anh Sơn Kê anh chơi thế là hắn đẩy xe bò rồi kìa, anh đẩy tới luôn rồi, anh không có sàn gì luôn. Đánh người anh ơi, đánh trụ làm gì, đánh người anh ơi. Hậu Thiên lùi về rồi. Hậu Thiên lùi về góc 6 giờ 9 giờ đang đứng trước mặt nè. Đấu đam. Trụ Hậu Thiên gãy. Trụ Hậu Thiên sắp gãy rồi. Hậu Thiên móc qua 9 giờ. Vàng Sơn làm gì đây anh, móc qua anh em ơi. Rồi đội hình đứng như con rắn luôn kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Sinh tử đang đứng 6 giờ luôn rồi. Sinh tử chặn 6 giờ luôn rồi. Hậu Thiên không có đường đi nữa luôn rồi. Đập nó. Bỏ vào mồm. Rồi ói cơm luôn rồi. Ôm trụ anh ơi, ôm trụ anh ơi. Nè mình lấy không làm mà sinh tử đang chặn 6 giờ giùm cho Giang Sơn nè. Sinh tử đang ở ngoài 6 giờ rồi. Hậu Thiên đang vô liên tục 6 giờ. Hồng qua qua luôn rồi nha. Hồng qua liên minh của Hậu Thiên qua rồi. Liên minh của Hậu Thiên qua. Liên minh Hậu Thiên 4 bang đang quýnh ở Thành Đô nha. Giang Sơn ôm trụ. Hồng qua 12 giờ 6 giờ hai đội. Đi vô lẻ tẻ về chết bạn ơi. Đi khờ quá. Đi cái tổng lực đánh đi. Ai mà đi vậy. Đi vậy nó quýnh như cái mền luôn. Quýnh cái gì. Nè server cổ màu đài nha anh em. CTC19 có mình chiến 19 á. Cổ màu đài. Giang Sơn ôm trụ, bây giờ sinh tử đang quýnh vòng ngoài với Hậu Thiên với Hồng Hoa rồi. Bốn bang quýnh tùm lum luôn. Đó, bơm không. Để mình đi xì bay coi. 12 giờ ai vô đây. Giang Sơn vô liên tục cổng 12 giờ nha. Cái này đánh vui hơn bên Hương Lan nhiều. Anh em đừng có ham cái Hương Lan, Hương Lan không có gì để coi á. Ở đây anh em thấy bốn bang ta đông nghẹn không. Hồng Hoa này liên minh của Hậu Thiên nè. Hậu Thiên đang vô tập trung lại ngã tư 6 giờ rồi. Hậu Thiên tập trung ngã tư 6 giờ rồi. Xì bay của Giang Sơn có thấy không anh ơi. Mình đi trên ngựa búp luôn ha. Đeo vô danh đi búp thôi. Gần gì. Hậu Thiên sao chịu nổi. Hai bang, hai bang. Đang quýnh hai bang. Hồng Hoa mới qua rồi. Sinh tử đâu. Sinh tử đang ở vòng vòng ngoài hay gì đó. Chứ sao. Bây giờ đang. Hiện tại là Hồng Hoa với sinh tử với Hậu Thiên công vô nha. Giang Sơn ôm trụ. Sinh tử quýnh vòng ngoài. Sao coi được, đang đứng ngoài 6 giờ này á. Không có ra được. Hậu Thiên đang ngoài cổng 6 giờ rồi. Này đâu có combo đâu chết. Ra cái chết liền. Hậu Thiên đang công vô 6 giờ. Hồng Hoa chắc đang móc lớp ở bên hướng nào rồi đó. Lùi về cái anh em ơi, Giang Sơn ơi nè. Đứng vậy lát đam chết. Ra đập bơm chết sao. Trời ơi, anh Sơn Kê ủi ra luôn kìa. Anh này cái chơi cái thế là hắn đẩy xe bò thôi nha, không có cần quýnh gì nhiều. Ủi luôn, ủi vậy là chết. Ủi vậy đường môn bơm chết sao anh. Lùi lại anh ơi. Người ta vàng đam vậy mà đứng đây. Đứng đằng sau nữa kìa, đằng sau nguyên nửa đội hình kìa, lên lên. Rồi đứng đấu đam nhau luôn rồi. Đứng vậy cùng lồn chém chết hết. Lùi về, Giang Sơn lùi về nè. Không nghe lời tôi là banh sát Thành Đô nha. Này anh em thấy đường môn bơm không. Bơm như vậy mà ai mà ủi vô đập bơm mà chết hết á. Lùi về bạn ơi, Giang Sơn ơi. Trời ơi anh thủ vậy là bậy rồi, thủ bậy rồi. Mình vừa đánh vừa bình luận vừa búp luôn nè anh em mấy ông chuyên nghiệp. Lo gì anh em cứ bình tĩnh. Để mình lên 12 giờ coi. Hậu Điên đang 6 giờ rồi. Lắc quá. Bên này ai đây. 3 giờ luôn, Hậu Thiên tách đội. Đội cầm tay 3 giờ rồi. Hậu Thiên tách đội cầm tay 3 giờ. Hạt VIP của hôm nay là chắc nguyên đội net của Hậu Thiên nè. Toàn bộ cầm tay Hậu Thiên đánh 3 giờ rồi. Sao vậy? Móc xuống mà trái nè anh Sơn Kê ơi. Ê, anh không có nghe tôi. Banh rồi nha, banh nha. Giang Sơn vô không kịp là banh sát nha. Chết. Khúc nó bị bào quá trời mà không có gì hội quân lại. Vô lẻ nhanh. Phim đang hay. Đó nè mấy anh đánh từ ngoài đường vô tới trong nhà luôn. Chặn cổng tùm lum luôn nè.
Hậu Thiên đang vô liên tục, hôm qua vô 12 giờ nữa rồi kìa. Trời lắc hiện ra kìa, hôm qua vô 12 giờ kìa. Trời chạy xuyên đội hình người ta luôn. Ghê quá vậy Hoàng. Hôm qua vô 12 giờ tiếp, Giang Sơn rút ra rồi. Hai bên nó công vô liên tục luôn, hết Hậu Thiên rồi tới Giang Sơn. Cái trụ của ai đây? Chắc gãy trụ rồi. Móc xuống bạn ơi, đánh lẹ. Sinh tử đâu ta, sinh tử đâu ta? Bảy giờ. Không thấy sinh tử rồi. Trời ơi, mấy né đường cho sinh tử vô. Đó, bây giờ nè, ở dưới là Hậu Thiên, ở trên Hồng Hoa nè, thấy không? Anh em thấy không? Bốn bàn nó quýnh nè, đó hấp dẫn hơn Hương Lan nhiều. Hồng Hoa kìa, đập. Ê ê, hư đồ luôn. Hư đồ AD. Banh rồi, banh rồi. Giờ nè, Hậu Thiên ở dưới. Sinh tử vô kịp rồi nha, trụ vẫn của Giang Sơn. Sinh tử đang quýnh với Hậu Thiên. Góc 3 giờ dưới. Sinh tử quýnh với Hậu Thiên góc 3 giờ dưới. Giang Sơn quýnh với Hồng Hoa góc 12 giờ trên. Tùm lum luôn, không biết bình luận sao luôn. Hư cái đồ của người ta đấy, người ta chửi húi đầu luôn. Bốn bàn mà 1000 nhặt đang ở trong chiến trường công thành Thành Đô nha. Giang Sơn vô kịp rồi. Giang Sơn quýnh Hồng Hoa kịp rồi. Về sửa đồ. Cái này mà bên 16 không về nữa sao quýnh. Sửa đồ, sửa đồ. Cái này về đâu có chỗ đánh đâu. Vô lẹ, vô lẹ. Đó anh em thấy không, coi vậy chứ ai mà đi coi cứ Hưng Lan làm gì, mấy thằng Cửu Long bị quýnh bị kinh suốt. Giang Sơn tập trung hậu quân lại rồi, 12 giờ chắc gãy trụ rồi. Gãy trụ rồi, gãy trụ rồi. Giang Sơn vô liên tục 12 giờ. Gãy rồi, nhìn vậy mà không gãy được hai bang nó quýnh làm mầm đó. Bây giờ thì Hậu Thiên trong trụ nè. Thấy không? Gãy rồi, gãy trụ Giang Sơn rồi, giờ tới Giang Sơn công lại nha. Thành bại tại Thành Đô rồi mấy anh ơi, khỏi cần đi đâu nhiều. Chơi ở đây mới vui. Ở đây là một, bây giờ ạc của anh em 500 triệu hay 1 tỷ gì á, người ta quýnh cũng chết à. Chứ không phải siêu nhân như bên Hương Lan đâu. Trời ơi, có Lưu Đức Hòa phá vỡ trong chỗ mình đâu kìa. Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông qua đánh luôn rồi nha anh em. Lưu Đức Hòa qua rồi đó. Chưa thấy Lê Minh rồi thôi. Lưu Đức Hòa mới đánh gãy trụ Hình Đô. Bây giờ đang hậu quân lại rồi. Bây giờ Giang Sơn sẽ là 12 giờ nè. Sinh tử chắc là sẽ 6 giờ. Công lại Thành Đô. Vô anh ơi. Anh Sơn chỉ huy gì vậy? Mấy cái pha nãy dở hơi bị dở chứ gặp mình đứng không á, cái mấy khuôn nó khó ăn mình lắm. Ê thằng nào kéo xe chắp nhảm ít lờ boy vậy? Thằng mít dậy nào chửi AD vậy? Vô bạn ơi. Trời ơi, cái ban Hồng Hoa này quýnh là một nốt nhạc banh sát liền vô mà mấy anh quýnh cái gì phức tạp quá. Vô nè, sinh tử vô 6 giờ được rồi đó anh em. Không vô luôn, từ từ vô, ta đam chết sao anh. Trời, Giang Sơn quýnh cái thế ủi không à anh em ơi. Giang Sơn quýnh ủi. Hậu Thiên vàng quân ra đam trước mặt luôn rồi kìa, để bớt máu cho anh em mà như một vị thần luôn. Đẩy vô, vô rồi xuống rồi, móc quất. Bây giờ nếu mình đoán không lầm, Hậu Thiên lúc về 9 giờ ở đang bên trái đó, đó thấy trên chấm đỏ bản đồ không anh em. Đập ngang qua luôn anh Sơn ơi, anh Sơn ơi nghe em đi, quên đâu có trong si tốt đâu, lấy gì anh Sơn nghe. Đập tay đôi luôn, quýnh tay đôi chơi lượt luôn á, tay đôi đánh ngang hàng luôn mà. Đúng rồi, rồi có tiếp máu nữa kìa. Rồi banh Giang Sơn rồi, Giang Sơn ơi đẩy vô mấy cái tuôn dễ banh quá. Rút ra không kịp rồi. Vui thôi, đừng vui quá anh Sơn ơi, vui thôi. Anh Sơn rút ra 12 giờ mà không kịp rồi. Hậu Thiên đam vậy sao rút. Bây giờ anh em nào chết phải vô liên tục lại nè, đẩy vô lại luôn. Đẩy đi, bây giờ đẩy không đẩy, người ta mở cái lỗ rồi kìa, đẩy. Thấy lỗ phải đẩy thôi, chờ cái bài đánh dễ hết mồ. Đẩy vô, thấy lỗ là bụp. Chọt vô, đánh qua bên trái luôn nè. Đúng rồi anh ơi. Bụp. Hay quá anh Sơn ơi.
còn xe không à, xe đó rồi, chủ xe chết rồi, nuốt đi, còn để gì nữa. Hậu Thiên kìa, nó dưới kìa, quay xuống nè. Đúng rồi, khẳng định vị trí luôn các anh ơi, sinh tử kẹp thịt luôn rồi, sinh tử kẹp thịt Hậu Thiên rồi, banh sát, lấy lại chủ, ôm chủ tiếp. Đó, đánh đơn giản thôi nè. Hậu Thiên sinh tử 6 giờ, sinh tử giờ chặn cổng 6 giờ đi. Hậu Thiên cứ đánh đây nè. Hậu Thiên giờ đi đường nào vô đi, phải đánh ăn sinh tử. Còn hôm qua Giang Sơn quýnh cũng được nha. Trận này mà gặp mình chỉ huy là khác rồi, nó mới thiệt á. Không có chuyện một tool mà lấy được cái trụ với mình đâu. Mình mà chỉ huy Giang Sơn là miễn bàn một tool lấy cái trụ với mình luôn đi. Đường môn đâu, bơm. Bơm đi mấy ông đường môn, mấy ông đứng trên ngựa không vậy, xuống ngựa bơm mấy ông. Anh em ơi, like chia xe bài giùm em nhé anh em ơi, chia sẻ bài viết giùm em nhé anh em ơi. Trời ơi, cái gì đứng tán loạn luôn vậy, gom lại hình đi. Gom lại hình nè. Mình thủ cứ đứng ở trong nhà cứ lao lao ra, người ta đứng vậy, anh Sơn khoái công quá. Bây giờ mình đi ra mình đi kiếm người thôi. Hậu Thiên vô rồi, sinh tử banh rồi. Bây giờ nè, bơm ngay đây nè, bơm. Không bơm luôn, người ta vô 6 giờ kìa, xì bay gãy hả trời. Qua 3 giờ kìa, 3 giờ kìa, Hậu Thiên qua 3 giờ kìa. Trời ơi, xì bay bên Giang Sơn yếu quá, xì bay Giang Sơn yếu thiệt luôn, không thấy luôn. Trời đi đâu 12 giờ vậy? Ê ê ê. Trời, tách đội móc chẹp thịt luôn. Tách đội đập luôn kìa, đánh táo bạo quá. Đây là đội cầm tay của Giang Sơn nha, đội cầm tay đánh xuống 3 giờ luôn anh. Trời ơi, anh đánh như một vị thần luôn. Ở trong 3 giờ ra nữa, trong 3 giờ đẩy ra. Trời ơi, mấy anh quýnh như tuyệt đỉnh sứ quân vậy, ghê thiệt. Trong... Giang Sơn tách đội hình kẹp Hậu Thiên rồi nha. Đẩy tới luôn. Ôm trọn em vào lòng luôn. Ôm trọn vào cái lòng đèn luôn. 3 giờ đẩy ra mấy cha, 3 giờ không trông ra mấy cha. Trời ơi, xây kìa, xây qua trái nè anh Sơn ơi, xây qua trái nè. Ờ anh Sơn không xây luôn rồi, anh Sơn bế mạc luôn rồi. Không xây là chết nè, không xây qua trái là chết. Rồi Hậu Thiên văng vách luôn. Hay quá trời ơi, Giang Sơn quýnh như một vị thần luôn. Mới lấy lại trụ rồi. Anh Sơn tách đội quýnh như tuyệt đỉnh bang luôn. Đội cầm tay Giang Sơn cũng phải là một 90-100 á nha. Ừ, chơi tay đôi Hậu Thiên ăn luôn á, chơi tay đôi ăn luôn chứ gì ngang ngửa. Cái xe mạnh xe quá. Kệ ai coi Thiên Đế coi, Củ Long coi, anh em ơi mình coi, anh đã like ở đây à. Bên kia không có gì để bình luận, nó chán lắm. Hậu Thiên vô lại 6 giờ rồi nè. Bơm bơm đi, trời ơi bơm. Mấy ông này giờ Thiên Nhẫn ra chọi chết ai đâu mà chọi, quýnh kỷ lực chút trời. Đây mở giọng, mở chỉ huy của Giang Sơn lên cho anh em nghe chút nè. Em ơi, nó tập trung 6 giờ rồi em. Đây một đường ơi. Đây 6 giờ rồi em ơi, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Gặp hắn. Kẹp sát bên trên, kẹp sát bên trên. Sát bên trên rồi. Chỉ huy của Giang Sơn anh em. Không có bom nha anh em. Rồi nhích ra một đường nữa. Đường môn đặt full bom nào, đường môn đặt bom. Đặt bom thứ 24. Đẩy ra luôn. Xe kéo lại, lông xuống. Làm cái gì đâu mà ngại. Vô, vô, vô lại, vô lại, vô lại. Rồi, Giang Sơn giờ quýnh hổ báo quá. Nga My ơi, đứng ngay trụ anh ơi, gãy máu, mất nửa máu ngay trụ kìa. Anh em ơi, chia sẻ bài viết giùm với anh em ơi. Không có đủ, không có đủ xe là chị Quyên đủ việc em á. Đó, anh em thấy không, bốn bàn đánh hấp dẫn hơn nhiều. Bên kia Cửu Long Thiên Đế hai thằng, có mấy thằng siêu nhân quýnh hoài. Nó có cửa thủ bất tử được đó chứ bộ, nhưng mà thủ sao thôi. Đây đây anh chủ hoạt của mình đây nè, mộng cô đường môn bơm đâu trong đây vậy anh, bơm ở ngoài kia kìa, bơm ra đây bơm nè. Trời ơi anh này,
Anh cầm mặt anh bơm đâu trong nghi trụ, ai vô trụ đâu bơm trụ. Ra đây nè, ra đây lên tivi nè anh ơi. Cầm tay của Giang Sơn đang đảo cánh tùm lum nha. Quýnh ai đây? Ban Hồng Hoa. Ban Hồng Hoa là yếu lắm, mà đập liên tục. Đúng rồi. Hiếp. Đơn giản như đang giỡn. Trời ơi, dài đường cơ bản. Vô, vô, vô. Anh em thấy vui không? Game này là của Vinagame luôn nha anh em. Game này là game của Vinagame luôn á, chứ không phải game lậu nha. Game này là của Vinagame. Website là ctc.zin.vn nha. Ông nào mấy ông Ami để xe sao giật máu tôi hoài vậy trời. Trời ơi anh khựa tao nữa kìa. Anh khựa tao cầm ngũ độc băng bích. Đây là cung lôn Shopify. Ở đâu rồi? Đi đâu? Đang con tức chạy đâu cha? Anh em ơi tích cực xe bài giùm em với anh em ơi. Thảo Thiên đang tập trung 6 giờ rồi. Đó, đội hình đang rải bơm tùm lum luôn nha. Trời ơi, anh lôi đế anh nào vậy? Quá khích, quá khích. Hậu Thiên tuổi lờ, quá khích rồi. Lùi vô mấy ông ơi, Giang Sơn lùi vô. Để mình coi coi chỉ huy Giang Sơn lúc mày đang nói gì. Rồi đây, đó, tôi đã lo hết. Lại đẩy nữa rồi. Tiếp tục, em sao mấy xe nha. Để xoay 1 mét rồi đó. Xe rồi nha, tay rồi đâu ơi. Ơi đẩy ra vậy chết sao? Anh nhảy Hậu Thiên xấu rồi nha em. Ơi còn 12 giờ. Nó đông quá sao đẩy lùi vô. Ok ok. Rồi đây mạnh xấu nào. Lấy ra được luôn đó. Không có sinh tử kẹp mà lo gì. Sinh tử đang ở ngoài đánh vô rồi. Ê, đây, đây, ơi Hậu Thiên chạy qua 9 giờ kìa. Lùi vô anh ơi. Có xin từ đang đẩy ngang rồi. Ơi người ta chạy qua 9 giờ rồi, chỉ huy không thấy đó, sao vậy? Long xuống, góp. Vô vô rồi. Vô vô. 9 giờ nè, 9 giờ nè, người ta 9 giờ kìa. Trời ơi, chỉ huy gì vậy anh Sơn ơi, xì bay cứng lên. Hậu Thiên 12 giờ. Hậu Thiên 12 giờ kìa, trời tôi báo cho luôn rồi kìa mà không thấy hết trời. Hậu Thiên 12 giờ kìa. Trời bình luận viên Kim báo giùm luôn mà không thấy nữa. Trời ơi. Từ từ từ. Nào đá dép AD đâu mất tiêu rồi. Ê. Đồ môn phái anh em ơi, này là đồ môn phái không nha. Hậu Thiên qua 3 giờ rồi. Từ từ, chưa có gì đâu, bình tĩnh. Ôm được đó nha, sinh tử quýnh hay là ăn á. Bây giờ chỉ cần ăn thua sinh tử thôi, sinh tử mà quậy Hậu Thiên được là ăn á. Ban Hồng Hoa đấu tới đôi đấu lại Giang Sơn. Sinh tử này đứng đây rồi, sinh tử đập qua 3 giờ luôn đi. Trời ơi, tức quá. Cho tôi chỉ huy trận này là xong với tôi rồi. Sinh tử móc, móc qua đập luôn. Ê mấy anh này đi đâu ra qua đây đứng vậy lùi vô mấy ông. Mấy ông thủ, mấy ông đi ra cho người ta đam kìa. Đó, cùng lồ mới chém chết hết. Anh em thấy không, bốn bàn nó quýnh một thành. Ê, lắc đứng máy luôn kìa. Đập. Đẩy, đẩy được nè. Tường dưới ra nè anh Sơn ơi, tường dưới nè anh ơi. Tường dưới đẹp quá trời luôn nè. Vô mặt đam xuống. Trời, đứng đấu đam luôn rồi. Cùng lồ, anh em thấy hai bên cùng lồ chém không? Mình đứng mình hứng đam cho anh em luôn nè. Qua anh hùng được làm gì vậy?
12 giờ hôm qua vô nữa hay gì nè? Không có, chưa thấy. Hôm qua vô 12 giờ nữa. Bốn bạn quýnh tùm lum luôn. Hôm qua vô 12 giờ. Mấy ông đi hết vậy nó vô 3 giờ sao? Trời ơi, thiệt luôn á. Kệ vô thiệt kìa. Mở cái gì luôn, đi quýnh hết. Quanh lại, đập bằng ảo thiên nè, à. Đúng rồi anh ơi, tha kìa. Quýnh tha luôn, tha như cái mền rách luôn rồi. Xong tha luôn rồi, móc xuống đây nè, không móc đâu vậy. Trời ơi, bên Giang Sơn quýnh kiểu mà la hét đẩy xe bò không à. Trời ơi, móc qua trái nè, cái gì vậy, trời đứng yên luôn. Trời đứng yên cho thằng kia nó xây luôn kìa. Tức quá trời. Xây qua ông ơi. Xây qua nè. Bốn bạn quýnh tùm lum luôn. Xây qua. Trời ơi, thiệt mình gặp mình nữa, nãy giờ là chưa được 30 giây là banh cái tool này, hậu thiên banh với mình liền. Đẩy xuống. Ngay trụ đứng ôm trụ làm cái gì trời, không đẩy xuống trời. Chắc ông đầu xe chết hay gì nè. Bên kia vô kìa, sinh tử vô nữa kìa. Sinh tử vô. Ê, người ta vô rồi, đừng có kẹp xuống nữa. Móc qua trái chặn đường lại. Không chặn luôn. Ba bạn quýnh tùm lum luôn nè. Sinh tử à, Giang Sơn lùi xuống coi sinh tử quýnh. Sinh tử đẩy qua. Sinh tử đẩy qua 6 giờ luôn bạn ơi. Đẩy qua 6 giờ đẩy ra luôn. Đẩy qua đúng rồi. Đẩy ra luôn. Đúng rồi. Trời ơi, quýnh theo sách thôi, dở cái trang một ra biết quýnh cái gì rồi. Hôm qua yếu xìu hả? Hôm qua yếu lắm. Đẩy ra. Sinh tử đẩy ra rồi. Sinh tử đẩy hậu thiên ra rồi. Rồi mình đứng đây tiếp. À, ngày mình siêu búp luôn anh em ha. Có cơ hội bức tử á, nhưng mà cứ nãy giờ đi mất cái vụ ra nửa cây máu hoài. Nga My giống như bị lắc sen á, nó giật. Bổ sung nhân lực ê, tiếp máu ê. Không tiếp máu luôn. Mình ngâm y trưởng mà sao đánh anh em, mình đứng ngựa búp hơi chứ đánh gì. Ngâm y trưởng mà không lẽ giờ vô trưởng vậy. Trưởng vậy chết ai đâu. Hôm qua 12 giờ kìa. Hôm qua 12 giờ nè. Hiếp nó đâu rồi. Kệ nó ngay cổng kìa. Đập vô mặt nó như cái lồng đèn. Đội cầm tay Giang Sơn mạnh à. Sáu giờ lại đây, để ra coi coi. Sinh tử hữu cứng đó coi. Sinh tử hữu cứng à. Hậu thiên 3 giờ nè. Nhìn sinh tử đi rồi biết rồi. Lùi vô chút mấy ông đứng cái gì vậy. Sinh tử đẩy qua luôn là được rồi á. Vô lại bơm. Mấy ông đường mô không ai bơm á, rồi mấy ông đứng trên ngựa đánh nỏ không. Bơm chứ không bơm. Ơi, cầm tay Giang Sơn đi đánh hôm qua nè. Lật quá. Lùi vô mấy ông ơi, vui thôi, đừng vui quá, vui thôi. Đừng vui quá. Hậu Thiên 6 giờ nè. 6 giờ Hậu Thiên vô kìa. Có gì đâu mà ngại. Móc qua 9 giờ đập xuống. Đúng rồi, móc qua 9 giờ đập xuống. Ê, lắc. À đây lắc nha. Đẩy tới.
Trời ơi, tay đôi Hậu Thiên tuổi, quên đi. Tay đôi trình gì quên. Đó, bắt đầu đánh đẹp rồi đó. Nuốt. Cái này là thực ra là Giang Sơn với Hậu Thiên là ngang ngửa anh em, nhưng mà liên minh của Hậu Thiên hơi yếu. Hôm qua có vẻ là yếu hơn Sinh Tử rồi, chịu không có nổi. Hôm qua xe không à, không có cầm tay, lấy gì quýnh. Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi. Vậy thôi, chạy, đẩy luôn. Dí đeo luôn. Cái này cần dí thì không dí. Dí đeo, nè đi trước tiên phong luôn cho. Đập. Lùi ơi, lùi thôi. Ra người ta bảy bơm rồi kìa, lùi. Trời ơi, đẹp như bài thơ. Mình livestream mà chú ý mình đứng trên ngựa để mình giữ mạng, để mình like cho anh em coi thôi, chứ mình đánh cái mình chết cái anh em không có coi được, anh em chửi mình nữa, tội nghiệp mình. Anh em ơi, xe mà giết tích cực anh em ơi. Phim hay mà không chia sẻ gì anh em. Mốt mà lộ clip mấy cái clip 16 phút gì á, tôi mà thấy anh em đừng có kêu tôi chia sẻ cho anh em coi nha. Bây giờ có clip hay thì anh em không chia sẻ cho bạn bè coi. Tiếp máu đi mấy cái bác. Anh Lời Đế nãy kêu là tuổi L giờ đổi tên thành tuổi gì rồi? Lịch sự lại rồi. Để mở nghe chỉ huy coi. Vào thành anh phụ đại lý không sang sinh. Hậu Thiên có thể gọi là ban mạnh nhất của Võ Lâm hiện tại nha anh em. Ban Hậu Thiên là mạnh nhất Võ Lâm hiện tại. Hậu Thiên 3 giờ nè. Hậu Thiên đang vô 3 giờ dưới. Trời ơi, Thiên Nhẫn câu đam nữa kìa. Qua đây, trời ơi, chỉ huy của Giang Sơn không thấy hay sao vậy ta? Bên đây nè anh ơi, đây nè anh ơi. Ở đây nè, đây nè. Trời ơi, chỉ huy Giang Sơn chưa cho anh em qua đam nữa. Rồi giờ, bây giờ mới thấy nè. Ê, đừng có ra nha, ra là chết đó. Đừng có ra nha. Đúng rồi, đứng yên pháo thôi. Đừng có ra, mấy ông cầm tay nhấn ra xa quá. Này, Tú Anh cung lôn vô danh luôn nha. Tú Anh cung lôn vô danh, đạo 43, bao tay luôn. Bao tay, 333 luôn. Đó, đứng yên vậy cho mấy cung lôn nó pháo. 12 giờ nè, người ta xây lên 12 giờ rồi. Mở cái lỗ ra, cứ đứng bít cái lỗ hoài. Phải mở cái lỗ ra, người ta mới vô. Thấy lỗ là người ta sẽ vô liền à. Thôi hôm nay mà tổng lực của Hậu Thiên mà không ăn được rồi, xác định luôn rồi. Tuần sau cũng thua nữa. Lùi lại anh ơi, mở lỗ ra anh ơi, mở lỗ ra. Không mở lỗ luôn, đứng vậy đam người ta ủi cho chết sao. Mở lỗ đúng rồi, lắng nghe đó, có lắng nghe đó. Vô, dám vô không, dám vô không. Ê, xuống đây đánh này vậy. Hôm qua nữa hả, hai bang luôn. Quay lại anh ơi, quay lại Hậu Thiên nó chủ yếu kìa. Nó quýnh thằng Hồng Hoa này làm gì. Chủ yếu là Hậu Thiên nè. Thà 88 mà lũi vô nè. Bế mẹ. Hôm qua nó vô có làm gì được đâu. Hậu Thiên quay ngược lại 3 giờ rồi. Quay lại xuống 3 giờ là anh em ơi. 3 giờ nè, 3 giờ nè. Không lắng nghe hả ta. Đúng rồi. Đó, vậy thôi. Lạng lách đánh võng dài đường căn bản mà. Chỉ huy Hậu Thiên đang có vẻ như bế tắc rồi nha anh em. Không có cái đối sách để công vô. Khá là bế tắc. Làm gì đây? Trời ơi, mình xe bài để coi thôi mà, chứ đâu có chơi đâu mà anh em sợ vợ la. Anh em nào mà vợ nào mà cấm chơi game là tính ra là vợ anh em có lỗi lắm á, thiệt bậy lắm luôn á. Bây giờ anh em cứ suy nghĩ đơn giản đi, chơi game thì mình ngồi ở nhà mình chơi, vợ kiểm soát được. Không cho mình chơi game, mình ra đường mình chơi mấy cái khác là lúc đó là hối hận không kịp á.
đúng không? Em nghĩ là đúng không? Mà không cho chơi game là mình đi ra đường, mình đi ăn nhậu, mình đi bậy bạ rồi lấy vợ làm gì biết. Còn chơi game là ngồi ở nhà ráp cái máy cho ngồi chơi như tù, xích lại luôn chơi đó. Vợ kiểm soát được, đâu có chạy đâu được. Bởi vì vợ nào mà cấm chơi game là dở lắm á, mình nói thiệt. Anh Vàng Ba Tê anh về với bên Thiên Đế anh đi nha, anh cứ vô livestream ra đây anh quậy rồi nha. Thiên Đế đang ăn hành kìa. Sao rồi Thiên Đế rồi? Bên đây nãy giờ sao rồi? Thiên Đế hai trụ rồi. Hôm nay Thiên Đế mạnh rồi. Không phải Giang Sơn thủ hay đâu mà là Hậu Thiên công dở chứ không phải thủ hay. Hậu Thiên công dở thôi á. Nãy giờ mà Quýnh Thế dụ Giang Sơn mấy tuần thôi là Giang Sơn banh liền á. Trời đi nguyên vòng luôn kìa. Một vòng trái đất luôn. Khả năng bất tử được thành đô nha. Bên Hậu Thiên nản rồi đó. Bên Hậu Thiên nản rồi. Ơi đừng có lao ra mấy anh ơi. Đứng vậy ơi, lao ra thua người ta. Người ta vàng nguyên hàng ngang đam nhưng mà cứ ủi ra hoài. Biết là có sinh tử đánh nhưng mà cũng đâu ai ủi như vậy. Lùi ra nè, đứng vậy ta đam chết sao? Kinh công bay ra là quay phim nè. Đó, kinh công bay ra cho đỡ lắc. Ngồi thiền xuống trước luôn. Ơi, chết tôi. Giang Sơn là Lương Sơn cũ á. Ơi Hồng Hoa đang tập trung 12 giờ rồi, đang từ Phượng Tường qua Hành Đô rồi. Trời Giang Sơn còn đánh lẻ quá trời vậy. Lắc dữ gì. Trời ơi, ơi Hồng Hoa chặn 12 giờ rồi. Hồng Hoa chặn 12 giờ sao vô đây? Kiếm đường vô đó. Quýnh vô, Giang Sơn quýnh vô. Mấy này tay Giang Sơn cũng được mà đập vô. Giang Sơn đi đường khác vô trụ rồi. Vô trụ, vô trụ. Ê, bơm cổng kìa. Ừ, mấy em sẽ chết. Lắc quá. Ê trụ vững của Giang Sơn nha. Hậu Thiên đang vô liên tục 6 giờ. Bên kia bọn Hồng Hoa đang chặn rồi, sinh tử vô không kịp là gãy trụ nha anh ơi. Sinh tử vô cứu bạn lẹ, sinh tử ơi. Lùi, Giang Sơn lùi lại, đứng đam ngoài làm gì lùi lại. Đợi sinh tử vô. Ôi có Cajola nữa kìa. Duret nữa kìa, ông nào được đặt tên Duret ác ơi. Ê đừng đứng vô cái trụ anh ơi. Sinh tử vô kìa, sinh tử vô kìa phải không? Hậu Thiên nhưng mà sinh móc qua nè. Móc qua. Né cái trụ ra, cứ đứng vô cái trụ làm cái gì? Móc qua đánh người. Đánh xuống. Đẩy luôn rồi đó, đẩy được rồi đó, không đẩy. Cái này đẩy được rồi nè. Đẩy được rồi đó.
nuốt người ta đi trời, lại lẹ đi, nó quýnh nó banh sát bây giờ. Nuốt. Lẹ lẹ chết AD. Đẩy vô nuốt. Trời, vô cái góc rồi còn xoay vòng vòng gì nữa. Để ta chạy ra, ta rút ra, ta đam ngược lại kìa. Trời ơi, coi mấy ông bún chán thiệt chứ. Ê, sinh tử ra bạn ơi, sinh tử ra bạn ơi. Sinh tử ra chưa? Ra rồi. Gom, gom lại, gom lại. Mở xe tót lên nghe chỉ huy. Đánh ngã tư giờ luôn em ơi, đánh ngã tư giờ luôn em ơi. Đánh ngã tư 3 giờ kìa. Chỉ huy kêu đánh ngã tư 3 giờ, không ai đánh vậy. Ai ai đánh ngã tư 3 giờ luôn cả, ai quân đều đánh ngã tư 3 giờ luôn. Rồi, tay dừng soạn, sao chú ý ai, Long Chu hấp. Rồi, kẹp sát lên trên, đánh ngược 3 giờ, kẹp sát lên trên, đánh ngược 3 giờ. Đẩy ra 3 giờ, đẩy ra 3 giờ, đẩy hẳn, đẩy ra hẳn, đánh ngã tư. Rồi, lùi lại, Long Chu hấp. Nó rút rồi, nó rút rồi. Nó rút ra ngoài cổng 3 giờ giữa nha em. Giọng rất là rồi Long Chu, đặt full bomb nào. Này là server CTC 19 nha anh em, server cổ mộ đài. Ủa má bây bàn nhớ bên chỗ anh Khang về coi livestream là anh Khang vô bày binh bố trận quýnh rồi quay gán chịu nha, tao không biết đâu á. Vô lại lẹ mấy ông Giang Sơn ơi. Có khả năng bức tử nha, hình như là 5 phút nữa bức tử thành đô á. Mở lên nghe mấy phút. Cố gắng đặt bom nha, đừng buồn, cố gắng đặt bom nha, đừng lười nha anh em ơi. Địch tao vào giữa nha, anh tao vào giữa xem. Đánh ba ở giữa luôn em ơi. Rồi tay sang cho chú ý ơi, kẹp sát bên trên, ba ở giữa đẩy ra, góp. Đánh ra tư ba giờ. Xem em ạ. Đẩy ra ba ở dưới luôn. Đẩy ra, đẩy, đẩy về phía trái, đẩy xuống ba ở dưới. Đánh luôn. Anh đánh rồi, anh đánh rồi. Đánh lên, đánh lên, đánh rồi, anh đánh rồi. Đánh ba chạm ba ở dưới nhá. Kẹp sát bên trên đánh. Kẹp sát bên trên đánh. Bình tĩnh giữ ra thôi. Anh em giữ ra thôi để chờ sinh tử. Đam vào đây thôi, kẹp sát bên trên. Kẹp sát bên trái, kẹp sát bên trái đam về. Đam vào đây thôi. Giữ. Sát trái, mình đang bỏng nha, sát trái. Lùi, chạy thôi ông nhanh, ơi. Nhanh, sát trái. Chạy đi. Đẩy mạnh lên em ơi, đẩy mạnh lên. Trời còn đẩy mạnh nữa. Đẩy mạnh lên, anh sắp ra rồi. Rồi, đừng mua đặt bom. Ngã tư, ba lò gốc, lùi một bước. Lùi đi. Đi, trời ơi. Đa mặt đi vào bom. Lùi cái này anh em. Đa mặt đi vào bom, đa mặt đi vào bom. Đa mặt đi vào bom. 12 giờ, 12 giờ lỗ. Ok, rồi. 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 Cái tôn nó ta lùi lại sớm hơn chút rồi đâu có anh em đâu có chết đâu. Phát lệnh chậm quá. Vô lại lẹ các đồng chí. Chết AD luôn thiệt cái tình. Ơ hôm qua nãy chặn 12 giờ đập nó, mấy ông kia chạy như thiêu thân vậy. Đập nó kìa. Ê bom. Chủ. Quýnh bậy bạ gãy cái trụ nè. Ôm gần bức tử. Trời ơi. Ôm gần bức tử cái trụ quýnh cái một tuôn dở ơi là dở luôn. Gãy trụ này thôi ân hận luôn nè. Lát nữa thua trận này luôn là chỉ huy ân hận cả đời luôn. Gãy trụ. Trời ơi. Gần cái trụ gần bức tử.
Mình là phe thủ mà cứ đi ủi tới ủi cái gì không biết nữa. Phe thủ đứng yên trong trụ, thủ nhưng đẩy ra ngoài. Anh Sơn ơi, gãy cái trụ rồi. Thôi bỏ tài thì hết muốn lai luôn á, trời ơi nản luôn. Thôi để nghe ông chỉ huy luôn đi, xoay về chỉ thơ đánh hướng long xu đi em ơi. Giờ này đánh chủ đi tăng đông nhá, đừng hướng mai rồi đánh về hướng long xu, đánh tiếp đây anh em ơi. 30 chưa phải là tết nha, đánh tiếp nào. Rồi gác rồi, tập trung nào, tập trung lại nhá. Rồi ngoài cổng 12 giờ gấp, đánh về thần anh phù vương tường, cho xe tay xe tập trung tất cả thần anh phù vương tường nhá, phun máu sửa đồ chuẩn bị đánh tiếp. Em đi tân dương qua đi. Rồi đây thần anh phù vương tường nào, đẩy cái xe hoa kìa. Trời ơi chán quá, thấy bức tử hình đô rồi. Anh xe vừa rồi xe con đâu, xe của ấy đâu? Trời ơi tự nhiên đứng trụ không thủ, nhiên đánh ra ngã tư 3 giờ nè. Nó đánh xuống đây, Hậu Thiên đang đứng đây, dí theo nó đánh xuống đây rồi banh sát nó đẩy vô trụ luôn. Không hiểu, quá đáng tiếc. Bị dụ rồi. Thôi bây giờ đánh thành đô chi nữa ta, giờ xong đi đánh mấy trụ kia đi, đi qua Tương Dương rồi. Không biết ra cái tool nó đi ra ngoài làm cái gì nữa, tự nhiên mình đang thủ cứng ngắc luôn, tự nhiên đi ra ngoài quýnh cho người ta hồi má thương. Còn 2 phút nữa bức tử, tự nhiên 2 phút nữa bức tử đứng yên ôm trụ luôn, lấy gì nó đánh nổi. Này lỗi ta chỉ huy rồi. Giờ đi vòng vòng đánh trụ rồi. Tự nhiên cái tool nó đi đẩy ra ngoài dí người ta. Trong khi đó ban hôm qua nó chặn 12 giờ rồi chết, anh em đâu vô lại kịp đâu. Tự thua luôn á, cái tôi nó thiệt nhiên nản luôn, làm AD nản luôn, không muốn like nó luôn á. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Chán nản một cuộc tình. Ê sao đánh Dương Châu của bạn bậy bậy. Trời ơi đánh luôn sinh tử luôn rồi kìa. Đánh tùm lum tà la luôn rồi.
ủng công nãy giờ ủng hộ bình luận từ nãy giờ thiệt, ủng hộ khang tiếng luôn, để cái chán thôi là chán. Đúng là ôi cuộc đời tại sao bao ngang trai, không hiểu cái tôn nó luôn, không khí nó trầm lắng luôn. Chỉ huy hằng máu quá, rồi đi một vòng trái đất rồi, giờ đi ra 3 giờ qua đại lý chứ đâu nữa anh. Giờ làm gì ở đây? Để mà rồi em muốn đọc tên cuối của hàng dưới mạng. Giờ quýnh tuần cuối, bây giờ mình phải dùng. Bây giờ gặp mình là qua về hình đô đánh tiếp đi. Chứ đứng đây làm gì, mình phải giữ thế thủ ngon hơn. Đánh thế công rồi sao mà đánh. Bây giờ không về ôm trụ về công liền chứ lát rồi đợi sát giờ công sao kịp. Tôi đang coi cái gì đây trời ơi, thiệt cái tình. Không biết đang coi cái gì luôn á. Về đâu đây? Đánh lại đấy lẹ về anh đâu anh ơi. Không lẽ tôi bình luận bên nào bên đó thua thiệt trời. Chưa nha anh em ơi, còn tuần cuối thành đô nha, thành đô ăn thua tuần cuối. Bây giờ đi về công thành đô đi, mình mới công liên tục, mình ôm trụ mình thủ chứ ai mà để người ta thủ mình công. Anh chỉ huy của Giang Sơn á, ảnh rút ra không kịp mọi người ơi, ảnh rút không kịp cái pha đó, còn 2 phút mà anh trụ không nổi, anh bắn tè le luôn. Về anh đâu đi, về anh đâu nói về đúng rồi, về đi. Bây giờ tôi muốn lên mic tôi nói quá, đập nè, đập bằng hồng qua liền, đúng rồi, đập gì đó. Hai xe hai bên lận, đứng hai bên rồi, mua máu đầy đủ rồi, vô rồi. Chết vô phù hình đô liên tục nè, đập nó xong tập trung lại, có gì đâu đơn giản thôi mà. Chỉ huy Giang Sơn làm gì lâu vậy ta, rồi vô anh em, vô vô cổng hình đô nè, vô lẻ 20 rồi.
di chuyển đi 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 đi. Anh em yên tâm, em mình like có delay á nên không có ai xì bay được đâu, mình có delay mà. Công lên ơi, công tay đôi Hậu Thiên, không cần gì đi vòng vòng cho mệt vậy. Ê trời ơi, tao đi qua quýnh bạn mình luôn. Trời ơi cái gì vậy? Bao giờ trên rồi em? Ngoài cổng bao giờ trên? Rồi tay ra chú ý lại, đi đường mòn ngoài cổng bao giờ trên góp. Rồi 3 giờ trên nghe được rồi. Tập trung. Vô luôn đi anh ơi, giờ này còn tập trung cái gì nữa. Ủa, tập trung cái này đợi công an tới bắt hay sao á. Cắn kẹo rồi thì bay đi chứ còn vô đồ rồi mà còn đứng tập trung đợi công an tới bắt hay gì vậy? Đợi công an tới kiểm tra hay gì vậy? Bây giờ là người ta thủ rồi mình công liên tục đi. Sinh tử tập trung 6 giờ là được rồi, mình công liên tục vô có gì đâu. Chết đi 12 giờ vô. Quýnh đơn giản rồi mà vô phức tạp. Người ta đâu có mạnh hơn đâu mà sợ cái gì cũng biết. Đẩy vô. Chết bỏ đẩy vô anh ơi. Mạnh lên. Vô thôi. Lắc hay gì nè, không nhích vô được. Hình như đang lắc. Đó bây giờ Giang Sơn chết có đi 12 giờ vô liên tục đi, chặn cửa. Ủa má mình quýnh tôi này là ăn chắc luôn đó, để mình chỉ huy á, mình ăn chắc tôi này luôn, thiệt. Chưa vô nữa. Kinh công bay vô ơi. Vô được rồi kìa. Vô được rồi. Đó, giờ đập xong rồi ôm trụ thủ, đơn giản thôi, nó đánh căn bản. Ủa mấy gia cát lượng sống vậy đỡ cũng không nổi nữa. Ê ê, rớt anh em lại kìa cha. Rớt anh em lại kìa anh Sơn. Anh Sơn đánh không thấy anh em rớt hay sao vậy trời. Cặp hết qua trái, móc về lại 12 giờ rồi. Móc qua lại 9 giờ cái nữa. Rồi không móc luôn, đứng yên đàm rồi. Giờ đợi sinh tử vô đi. Xoay thôi nha, đứng như vậy là nó bào chết nha anh Sơn ơi. Xoay xuống 3 giờ luôn đi. Xoay 3 giờ luôn đi. Một xoay 3 giờ. Trời, anh xoay ngược lại đấu tới đôi luôn rồi. Xoay ngược lại đấu tới đôi rồi. Đấu tới đôi thì tôi này là không ủi. Giờ không dám ủi nữa ta. Nhùng rồi, anh Sơn ơi, đẩy luôn. Bây giờ Giang Sơn đang giữ cửa 12 giờ mà vô liên tục có gì đâu sợ. Móc qua 3 giờ anh ơi, móc qua 3 giờ, sinh tử, đụng sinh tử kìa. Sinh tử móc qua xuống 6 giờ đánh ngang qua. Lương Sơn đánh, Giang Sơn đánh 9 giờ. Trời, đánh hai ban mà. Đập. Banh Hậu Thiên rồi đó. Hậu Thiên lùi lại xuống hướng 6 giờ đụng sinh tử chắc luôn. Đó, lùi xuống dưới đụng sinh tử nè. Giang Sơn đập qua. Đánh đơn giản thôi trời, có gì đâu khó khăn. Ăn cái giờ ôm trụ nè. 10 Hậu Thiên cũng vô công không nổi nữa. Móc xuống luôn. Đánh ngang qua luôn đi. Trời ơi, còn xoay vòng vòng chống mặt luôn á. Trời ơi, đánh có cái tool hai ban quýnh kìa. Móc ngang qua lẹ. Trời, xoay chóng mặt luôn á.
nuốt ta lẹ thủ. Sinh tử đâu rồi, sinh tử đâu rồi, chưa thấy sinh tử. Bây giờ cái mình giữ cái cử 12 giờ mình vô nhanh hơn ta mà mình cứ quýnh kiểu này, cù nhây kiểu này. Trời sàn nữa kìa. Sàn hồi gớt cái xe hết luôn nè. Còn 4 phút lận mà cái gì đâu. Kéo xe mà xoay nhiều quá. Quay lại 12 giờ anh Sơn ơi, quay lại 12 giờ đẹp nhất, quay lại 12 giờ hội quân. Đó, anh hiểu ý đó. Đánh vậy lát nữa rớt xe mình hết. Đẩy xuống. Tổng lực đẩy xuống là ăn rồi, không đẩy trời. Trời tức quá. Hồi nãy giờ không chịu nuốt đó, ta nó vô lại liền rồi, đánh gì nó cứ sàn sàn nè, mất nó đẩy giờ 12 giờ là thua luôn á. Nó mà đẩy 12 giờ cái là thua luôn giờ. Giờ đứng yên đam luôn đi. Tách đôi rồi hình luôn rồi kìa, nhìn trên bản đồ kìa. Ừ, xoay kiểu này cũng luôn chém bánh hình luôn. Tới Giang Sơn nát là Giang Sơn vô ai sau lưng vậy? Hôm qua vô chẹp thịt luôn rồi kìa, hôm qua chạy qua 9 giờ anh ơi. Sinh tử đâu rồi ta? Hôm qua kẹp thịt rồi rồi. Giang Sơn la miệng rồi. Trời ơi. Vãi. Ủa nó coi chuyện này tức thiệt. Vô lẹ 3 phút mà có gì đâu. Kịp. Kịp nha, kịp nha, còn kịp nha. Tông 12 giờ đi. Đập mà hôm qua trước nè. Sinh tử đâu 6 giờ nãy giờ chưa tập trung được nữa hả ta. Kẹp mà hôm qua nuốt nó lẹ. Trời chạy đâu vậy? Quýnh lẹ đi. Quýnh lẹ vô ăn hậu thiên luôn á. Vô anh ơi, vô. Vô vô. 2 phút, 2 phút lận, 2 phút lận. Đánh lẹ xe hậu thiên đứng rồi kìa. Xe hậu thiên đứng rồi kìa. Không thấy hả ta? Không thấy xe người ta đứng hả ta? Chủ xe chết hay gì kìa. Trời ơi, cái ông nào kéo xe xoay chống mặt luôn á. Cái này nãy giờ gặp Tứ Hải rồi, mấy anh quýnh banh cái trụ này rồi. Mình nói thiệt với anh em á, không có đại mà tới lâu lắc vô. Nú thằng Hậu Thiên kìa, cứ đánh trụ là cái gì. Còn một phút lận. Tức quá quá, bốc lại 12 giờ quýnh người nào ông ơi. Xây như vậy người ta lấy lên trụ cũng vậy. Móc qua 6 giờ đánh người. Trời ơi. Đánh người kìa ông nội. Đánh người chứ. Còn một phút lận mà cứ đánh cái trụ là cái gì. Đánh người chứ. Bá tức quá. Chưa hết giờ đâu mà cứ lo cái trụ đánh người. Trụ huy kiếm luôn kìa, đánh người. Đẩy lên, móc qua trái đánh người nè. Trời ơi, móc qua trái đánh người mấy ông nội. Ê, sinh tử kẹp lên, sinh tử kẹp lên là ăn rồi. Sinh tử kẹp lên là ăn rồi. Đánh người. Đánh người, móc lên. Đúng rồi. Kẹp nha. Ê, sinh tử đừng có đánh trụ bạn ơi. Sinh tử móc lên lẹ. Lẹ đi Giang Sơn banh rồi kìa, sinh tử đánh lẹ. Sinh tử móc lên. Còn xe không à, còn xe không à. Thảo Thiên còn xe không? Bỏ cái xe luôn bạn. Chặn 6 giờ nè anh em ơi. Đúng rồi, đánh người nè. Bỏ cái xe đi. Ăn rồi, ăn rồi. Thảo Thiên vô lại kìa. Bỏ cái xe trên kia đi. Trời mấy ông cứ đánh xe 9 giờ là mấy gì. Hết chưa? Giang Sơn win nha anh em ơi. Trời ơi cực khổ quá. Mấy ông đánh cái gì như cái lồng đèn. Vãi thiệt như cái lồng đèn. Để đi coi Thành ơi có ai ra đường không. Bị lắc rồi từ.
Hồng qua rồi, Hậu Thiên lấy được Lâm An rồi, sinh tử ra đường. Hậu Thiên, Lâm An, Phượng Tường, Hồng qua đại lý nữa, Hồng qua đại lý Tương Dương, Thiên Hạ Điện Kinh, Hồng qua Dương Châu luôn, sinh tử tổng lực giúp Giang Sơn xong rồi sinh tử ra đường luôn rồi. À, cái nó đánh căn bản móc qua mấy móc lại mấy nhịp thôi mà quýnh cái gì á, quýnh cái kiểu này để sinh tử ra đường luôn thì cái tội nghiệp sinh tử. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, mình ngưng live đi về, tạm biệt tất cả anh em. Hấp dẫn gì đâu, hấp dẫn tới phút cuối cùng nha.